Sơn Đường Quán lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản công dân, thì cái người thưa vẫn là án Mạnh Thường Quân. Thứ hai nữa, anh còn phải trực tiếp ra mặt mới làm được, còn không miễn bàn đi. 500 triệu, 200 triệu còn nào? 500 luôn rồi chú. Không biết lâu rồi, cái cha ơi, anh điện thoại mèo quá. Chú có gì chú chia sẻ lại cho anh em với là bên cộng đồng mạng ta biết chút ít. Thì chuyện mà số tiền bao nhiêu á thì có lẽ là tụi tôi chưa tin hót ra công lý. Ủa mà nói đúng sự thật mà có gì đâu. Đã khen quá, sao ngồi gót chân luôn, ngồi gãy chân luôn. Mà sao chửi anh? Chưa gắn lại. Chơi kiếm ơi, để cho bọn ngày qua có mấy mấy bạn lên khen quá trời luôn á. Chửi anh vụ gì? Anh đọc lại những cái tin nhắn chửi anh là chửi như thế nào rồi, cho tụi em biết nè. Tôi để cho. Vụ này rớt mạng hả? Mạng yếu lắm. Rồi cái vụ làm thịt cái ông gì đó xong chưa chú? Thịt gì? Hả? Ông thịt gì hả? Cái ông thịt gì mà cái ông gì mà chú đâu làm thịt đó? Ông nào cũng lên dân hả? Ờ. Có mạng có like được đâu mà. Không, giờ không la thì nói chuyện bên đây nè. Ngồi xuống. Ngồi đừng chửi nghe, 3 ngày chưa tắm á. Mọc rễ rồi đó, lên nấm luôn rồi. Anh hôm qua hình như anh đi tìm rồi cái tình hình tìm được cái thầy chưa anh? Tìm thì do Trần Long Mạnh tìm. Đó giờ sao chuyển qua Trần Long Mạnh? Ủa Trần Long ổng tìm thầy cò hả anh? Trần Long Mạnh thì mới dưới mấy cái quà. Giờ ông ấy giờ ông thầy cũng chạy gì đó là. Trần Long Mạnh á. Ồ vậy là anh biết địa chỉ của thầy ở đâu hả? Cái đó thì gặp chứ kiểu nói chú yếu sau khi nó về thì mình về thôi chứ đâu có làm gì đó đâu mà sợ dữ vậy. Là mấy bữa nay anh nhắn tin khuyên thầy về. Ừ, nhắn tin gì? Dạ. Càng nhắn càng chửi chứ nhắn cái gì nữa mà nhắn hết nhắn luôn rồi. Nhắn vô cơ minh tâm mà kêu yêu cầu gặp có một thầy không gửi tên mình có lửa hết khỏi luôn. Là thầy cò chửi anh hả? Khán giả của minh tâm chửi với thầy cò nào chửi? Tự nhiên anh muốn gặp mình ta chửi anh là sao ta? Gặp nói rõ trắng đen mà. Gặp nó rõ trắng đen tự nhiên chứ coi lại comment là chúng ta mình có lửa luôn rồi xong luôn muốn làm gì làm chuyện những câu gì hả xúc nó thì nó phá đám không biết phá chỗ nào tôi phá chỗ nào là kênh YouTube khác chửi cho chú hay là khán giả chửi mà khán giả con thấy vô đâu có bình luận gì đâu ta bên kênh Minh Tâm á bên kênh Minh Tâm nó qua chửi hả ừ. Đâu phải bên đây đâu đây như cái câu chuyện bây giờ là chú muốn nó giải quyết cái nhanh gọn luôn hay sao chú ha chứ nếu mà cứ không ra mặt cái lần sành về hoài là cái số tiền đi đâu cũng gì đâu cũng mình anh khán giả cũng chưa biết luôn á thì nói thẳng luôn nói thẳng các bạn thì hồi tối tôi có hỏi bên kinh luật sư Vlog là Sơn Đường Quán lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản công dân thì cái người thưa vẫn là án Mạnh Thường Quân thứ hai nữa anh còn phải trực tiếp ra mặt mới làm được còn không miễn bàn đi. Như vậy là nếu mà đưa ra bây giờ hiện tại nếu anh còn mà không ra ngoài để giải quyết câu chuyện này á thì nó sẽ giống như là nó sẽ đụng tới luật pháp vô cuộc đúng không chú? Ừ. Cái đó là mình kêu bằng gà với cái tội là lạm dụng lòng tin mà hay sao chú? Thì cái đó là đúng rồi á, lạm dụng cái chiếm đoạt tài sản công dân. Chú cho hiểu sâu xa vô gì cái câu chuyện nó xíu đi chú. Ăn gì chưa? Chuẩn bị làm bánh xèo ăn nhà nhỏ cháu nè. Chú đã tham khảo qua luật pháp thì cái vấn đề của thầy của anh cò vậy đó thì chú nói nếu mà anh cò không ra mặt đó là sẽ vấn đề là luật pháp nó sẽ vào cuộc á thì anh cò sẽ chịu mức án hay là cái người mà giữ cái số tiền được Mạnh Thường Quân ủng hộ rồi bị bắt. Cái đó tôi không có trả lời được. Tại vì cái người mà giữ số tiền đó cái chịu trách nhiệm còn gì anh cò có liên quan hay không là chuyện của anh cò. Thì là ai đứng ra kêu gọi là người đó chịu trách nhiệm toàn trước pháp luật đúng không? Đúng rồi. Thì con ngày qua như chú có chia sẻ là vấn đề là có một cái thế lực nào đó sau lưng của anh cò chứ chắc chú không biết mà không? Chỉ cái diện thế lực thì mình đâu có đủ khả năng được.
mình nói đâu. Tao gắn vô đây nè. Thì nói chung là cũng tốt với nhau á, thì nói thẳng luôn, không ai chị thao lẫn nhau cả. Chỉ những thành phần mà chọt chỉ với nhau á, chọc lợi với không, chọc lợi á, tôi mới nói lên tiếng. Cái lịch sử nó thì các bạn ở đây á, nếu như á những cái kênh đó mà không có dính dáng tới pháp luật, không dính dáng tới tiền bạc, thì tôi không có rảnh mà tôi nói làm gì cho mệt. Dạ đúng rồi, thiệt luôn. Nếu mà hai cái kênh Minh Tâm hay là kênh gì đó mà cái thì không dính dáng tới tiền bạc, thì tôi xin hứa đảm bảo với các bạn ở đây qua hai kênh đó tôi không có nói. Giờ ví dụ như mà quay ông thầy làm gì, cái chị của ông mới mình phải nói làm gì, ông ta làm gì kệ ông ta chứ. Liên quan tự nhiên mình giờ mình xí vô chị của người ta làm chi, rồi mình để cho mình chửi Solomon hết, xí vô làm gì. Nhưng mình thấy chuyện bất bình mình phải ra tay đúng không? Không phải là thấy chuyện bất bình mà cái chuyện tiền bạc. Thứ nhất á là tụi tôi đã biết rất vấn đề mà cái chuyện tiền bạc liên quan tới gia đình Lê Tùng Vân nhà tụi tôi đó, đang đấu tranh mấy tháng năm nay rồi. Cái dính líu tới ông Lê Tùng Vân đó hả? Không có dính líu nhưng mà cái giống như vậy đó. Mà biết giờ sao gắn đây nè. À mày cái cây thì cái nó gãy chốt rồi sao rồi? Chốt còn tổn sức rồi. Liên quan cái chuyện tiền bạc á, nó phức tạp hơn. Chứ không phải là đơn giản như hai cái kênh nó nghĩ. Mà tôi làm phước, nhưng mà cái đó là hại cho người ta. Cái đó là hại cho người ta thôi chứ phước cái gì mà phước biết nữa. Bây giờ nó phước không ta đâu thấy, mà thấy nó toàn là đi trốn không à. Đó là cái này phải nói chuyện cho nó ra ánh sáng, nó rõ ràng hết câu chuyện là không có cái dấu chấm hỏi nó sẽ tan biến. Giờ thật chất giờ cái dấu chấm hỏi nó rất là to, hỏi giờ tiền nó đi về đâu mà 200 triệu về đâu cũng không ai giải thích được. 500 triệu, 200 triệu còn nào? 500 luôn hả chú? Tôi không biết lâu rồi, cha ơi, anh điện thoại cũng heo quá. Chú có gì chú chia sẻ lại cho anh em với lại bên cộng đồng mạng ta biết chút ít. Thì chuyện mà số tiền bao nhiêu á, thì có lẽ là tụi tôi đã biết lâu rồi. Nhưng mà công bố thì 350 mấy triệu, nhưng mà ở ngoài còn nhiều lắm. Còn ví dụ 200 triệu mà đưa lại cho anh Cò, đưa cho anh Cò, thì anh Cò có quyền không trả lại cho anh Sương Đường Quán. Một cách đơn giản gì? Anh vận động tiền, anh đưa tôi, tự nguyện anh đưa tôi, chứ tôi đâu có kêu không. Nếu coi như anh Cò trả lại thì tôi bảo đảm là anh Cò có gì đó. Có khi nào có một cái thế lực nào ép thầy Cò trả lại số tiền đó không chú phụ? Thế lực nào nữa? Thì tự nhiên trả. Giống như kiểu mà ở sau có người xúi dục là kêu anh Cò phải trả lại số tiền đó, nên có cái cũng khó nói. Nói chung là không phải là không có thế lực nào hết, nhưng mà nếu anh ta mà xây dựng, tôi bảo đảm nó có chuyện xảy ra. Thì nó có chuyện xảy ra thì cái đó là chuyện các bạn hiểu, tự hiểu đi, tôi không có nói, bạn tự hiểu đi. Dạ rồi, xin cảm ơn chú Huynh. Đây wifi mạnh không nè. Yếu xịn luôn. Đó đáng là điểm tao là số máy mày phải không?